Hiện tại thì mình có tạo một cái group Facebook về cờ Liên Quân Garena cùng LNB Channel. Đây là cái link của cái group cờ Liên Quân cùng LNB của chúng ta. Anh em có thể bấm vào tham gia ở chỗ này. Và sau đó anh em nhấn vào cái chỗ thông báo tất cả bài viết. Rồi, nếu được thì anh em ghim vào nó luôn nha anh em, để cho mình có thể truy cập vào cái group này nhanh chóng nha. Rồi, ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Rocker ghê vậy. Hello Trần Văn Đan nha, hello anh em nha. Ui, không có gì luôn. Rồi, ra xấu quắc luôn anh em ơi. Xấu quắc luôn. Rót phải nồi trời ơi, nó hay trỏi lên 4 luôn kìa, ghê vậy, căng thẳng. Ôi đánh nhanh ghê, quay các bạn ơi, không quay kịp luôn. Ôi ôi, ngắn tầm quá. Cấp 4 luôn ghê thiệt. Mình tháo cái này ra trong rocker luôn. Phải nồi. Phải củ cải thiệt. Chết queo nữa. Trời, chuỗi một đống luôn. Thua một đống luôn. 83 máu. Nãy giờ gặp mấy ông là 4 không ạ? Bây giờ vui lên. Ổn rồi nè. Dạ, tạm ổn rồi đấy. Lê 4 là cho thằng này vô. 14 rồi đúng không? Xong trong này 14 là đẩy lên 6. Lên 5. Đẩy lên 5 là cho hàng này vô là ổn. Lấy lại chuỗi. Ồ, ngon như vậy. Đủ keo luôn rồi, ngon lành luôn, quá bài luôn, lên 5 cái 1 luôn.
Anh cô có người yêu chưa? Chưa có anh em. Đang FA muốn chết nè. Ôi ôi bay na. Ui Ron kinh gì ba thiệt á. Ui nó tuôn lia lia luôn á trời. Vãi nồi nó tuôn chặt trò nó tuôn kìa. Tuôn như chưa từng được tuôn luôn. Phép nó còn nhiều mình nữa chứ. À. Ừ, cả hai người chết luôn đi. Ôi giờ thua nó. Ui vãi cây cây. Trời nó gạt cái này đúng chứ. Vậy là trận này là hơi bị hèo rồi đấy. Không phải là hơi bị hèo rồi đấy. À, thu nhân nhiều đây. Quá trời thu nhân luôn. Mình chưa build team ổn nữa anh em. Không chết hả mày? Không chết hả? Không chết hả? Không có ai luôn. Ghê thiệt. Coi. Không có ai luôn. Ghê thiệt. Thú nhân rất là nhiều nha. 4 thú nhân rồi đó. Ron hay khó nè, hay khổ nè. Không, không có em nuôi anh em ơi. Em nuôi, có em nuôi cũng mừng. Mừng hết lớn luôn á. Có em nuôi là mừng hết lớn luôn. Thôi thua rồi, mẹ nó trâu quá. Trâu phải nồi luôn anh em. Trâu gì, trâu dữ vậy ba. Trâu từ thôi. Ba đã xanh này và còn trâu nữa. Để chơi lại đây. Bồ ghê. Mày nhất là gãy nữa nè. Sao định cho tôi lên 3 sao đấy sao sao đây các đồng chí 3 sao hay khó 6 còn nữa hay khó 4 còn nữa hay khó ôi ông này kết quả 4 luôn mình nè 5 con luôn mày ghê thiệt chặt nó đúng rồi chặt nó đi đó chặt nát chặt nát đúng rồi tuấn lại đó ừ chết nữa hay ui ông này lên nè khó chịu nha lại bên nè kiểu này chắc lên bên ba sao rồi đấy khả năng đấy ấm lại ấm tiền lại thôi ủa ông này là ông xanh lè luôn á xanh chạnh luôn rồi đó ông không biết anh tia mày chết luôn nha ông đập anh đi cái kiểu này
3 liên hiệp. Đây đây, đó, để vậy nè. Không để vậy. Để vậy. Trời. Team này cũng đây ác hơn mình đấy chứ. Đâu thua mình nhiều đâu. Nổ, 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 nổ. Đó. Nổ vậy nó mới sướng. Nổ vậy mới sướng. Sách chi hồn đi anh em. I love you bạc bạc luôn á. Ngon lành luôn mày. Đồ thế giới rồi nè. Lên cấp lẹ luôn. Team tôi giờ đủ rồi. Team tôi giờ là ổn quá rồi. Mấy ba thú thôi. Vãi nồi chè. Yêu thú chắc dẹp thú quá. U đã chém một cái chết queo luôn. Mày không chết hộ đi. Tôi thắng ngay, hay quá. Lớp lên lại rồi anh em. Hôm nay bảy mấy lần, hôm nay đang kiếm cái gì đây? Hôm nay kiếm cái gì đây? Hello anh Kha nha. Hello anh Duy. Mai có tuyệt. Đúng rồi, mai like tuyệt địa nha anh em. Có, like chứ, like chứ. Làm tốt nhiệm vụ của mình rồi chết cũng được. Hay quá anh em. Ok, làm tốt nhiệm vụ của mình đi rồi chết cũng được. Gặp bên đây. Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh, you think I was pretty on your arm once you cover up my bruises and battle. Đẩy gãy nó, gãy dàn sao nó quay qua hốc dàn nữa. Đó, gãy ngay, ngon lành. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Cặp bên đây nữa nè. Ồ. Cái ngày gần cô mà. Cái mà để cuộc kiếm tiền đúng không anh em? Like cho anh em xem đồ, làm clip các kiểu cho anh em xem đồ. Trời, có cái này nữa hả? Giờ có bon cát là tuyệt vời luôn ấy. So mundane
and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Suffocate, don't make me breathe again. Chắc không bay na đi, chờ bay na. Cái này chơi chiêu chiêu. Lại gặp sát thủ, lại tản ra, lại phà, lại chạy xuống hốt, lại giết được ông này, hay quá. Thu nhân, cho ông có Volcat không nè, cho ông rồi, kinh dị luôn anh em. Vãi nồi thiệt. Gì đây? Phải lấy liềm chứ. Giờ là bắt buộc phải lấy liềm thôi. Không liềm là chết ngay. Ôi. Này mà không cho vô thì phí quá. Quá phí. Liềm lại, bỏ lại cho teo. Đúng không? Anh hãy nhấc đây. Bung ảnh nào anh em? Bung ảnh nào? Bung nào? Bung nào? Bung nào? Đấy. Bung nào tiếp? Bung tiếp? Bung tiếp? Đúng rồi, đúng rồi. Phải bung. Phải giết ổng. Chầu quá. Cà phê đi thế giới. Thiệt luôn á. Một vàng bọc quá dữ. Gặp Fanny nè. Bốn mình lên 3 sao luôn hay sao á. Được mấy con rồi. Thiếu hai thằng nữa. Đủ 6 thú nhân mình thay luôn. Hiện tại team vậy là khá ổn rồi đó. Ôi, ông nào cũng thủ mà lóc hết ráo vậy. Trời ơi, sát thủ không. Toàn sát thủ. Chết ngựa chưa. Chết ngựa, bóc lóp rồi. Bị bóc lóp rồi. Chết cha. Ám hoàng. Mất chuỗi rồi. Bóc lớp rồi anh em ơi. Không nghe. Cấp sao lên luôn. Ơ pha đi. Tôi có pha không được chứ. Pha được chứ. Pha ông trước rồi nè. Trời ơi. Nó vuốt về thêm cái nữa chứ trời. Thôi kệ không sao. Ok nhân đàn. Hàng mấy anh em? Toàn rồi. Toàn à? Chưa toàn đâu anh. Chưa đâu, chưa toàn đâu. Em chưa cho đội hình kia vô mà. Sao toàn được. Đây. Đây. Đúng chuẩn chỉ là này nha. Liềm nữa, hay quá. Ô. Ngon gì. Hai sách thôi. Hai sách thôi, không cho nhiều. Nhiều quá ngu, nhiều quá học ngu ngay.
Ui. Đủ rồi nè, đủ 6 rồi nè. Thiếu reset. Thiếu reset. Mấy năm thôi, nhưng mà vậy cũng ổn rồi. Chạy vô đây. Đây. Ôm lại nè. Không chết hộ à. Không chết hộ à. Không có đâu luôn. Quân chân hải thần luôn. Lấy quân chân hải thần hồi là cho thằng Von Cat. Nuôi Von Cat anh em, thiệt luôn á. Không nuôi là chết ngay. Nó cho team mình mãi nồi thế. Kill rot. Bạn bên đây, bạn tèo cái. Ôi, quay. Đấy. Vô. Chưa kịp, trời cay vãi. Hay. Chọn ổng em ơi, chọn ổng đi. Ừ, đột đi. Thôi nhảy em. Ờ, ừ, ok đó. Ngán là ngán mấy ông sát thủ nè. Cáp luôn. Nhân vật thế giới đã xuất hiện. Không ai khác đó chính là anh Cat Von. Anh Cat Von. Bây giờ còn lại anh Tiêu. Ổn áp chứ, đúng không? Quá ổn. Chưa lên 3 sao đó bé. Bé này chưa lên 3 sao nữa. Không đi bụi ạ, à. Không đi bụi ạ. À. Mình nãy giờ mình chưa coi đội hình á, mình chưa coi đội hình nhiều á. Mình coi đội hình nhiều là ngon ngay. Rồi có nhiều người toàn rồi đó. Ông này chắc toàn rồi, hai ông này. Ông này win, ông kia toàn. Có nhiều người toàn đấy. Chưa gặp ông này. Còn rất là nhiều thanh niên khủng khiếp. Tèo. Crep. Muốn mình là Crep 3 luôn sao ấy. Mà nó chết cha, nó quất vô đầu mình này. Lên dễ luôn. Một ông đáng ngại đã chết. Giờ còn mấy ông kia thôi. Giết hết mấy ông ít máu đi anh em ơi. Để anh em nhiều máu mình chơi với nhau thôi. Không có reset luôn. Cái reset không có. Rồi. Có top rồi. Mấy má ơi, tôi có top rồi. Crazy shit này. Crazy shit vô thì crazy ghê. Đấy, đủ team rồi đấy. Đủ team thú rồi đấy. Team chuẩn bài của thú luôn anh em.
gì đây. Trời, cái này là cho anh Teo nó bắn là sướng luôn. Sướng vô bờ bến. Reset nữa kìa. Đó. Chưa gặp ông này. Chưa gặp mấy ông này. Này đây hình sắp thấp ghê luôn á. Mấy ông này để hình. Mấy ông này để đội hình đúng thấp luôn á. Vãi chè. Này coi coi, coi kỹ lại. Để đây thì hãy căng tôi. Hãy căng tôi đấy. Né mấy ông gà bớt cái. Bắn đi. Hay quá. Mình chơi chiêu trước nó ngon rồi. Rồi, chiến thắng rồi đó. Nó chưa chơi kịp luôn á. Khả năng lòng này lên dĩa luôn á. Lên dĩa không? Lên dĩa luôn. Ok. 21 máu. Quá nụt. Không có ai. Rồi có top rồi đó anh em. Ui. Nên lấy liệm không ta? Lấy đồ đa dụng hả? Lấy đồ phép đây. Đang khá là đắn đo suy nghĩ. Gret 3 nè, ghê. Bena 3 nè. Chắc mình lấy liệm ha. Ui, không có liệm luôn. Anh em thấy mình để cái pha mà con gì? Cái con gì ở trên mình là kill rock nè. Để qua bên tay phải nè. Chỉ không? Mình trừ hao là mình gặp cái ông này á. Để cho cái thằng Caret nó không thể chơi chiêu cho mình. Giờ nó phải đổi team, nó đổi team nó thua mình. Để đây. Ông Thông cái nào cũng vậy à. Không, ông cũng nghĩ qua bên đây à, hay không? Chỉ là tôi phà sai thôi. Nhưng mà bây giờ tôi phà lại tiếp đây. Bọn cá có chiều cuối là nó chấp hết. Ôi, nó nhảy đào thôi. Ôi, nhảy đào, đào kinh dị luôn anh em, thiệt luôn á. Nhức đầu với thằng kia thiệt. Thằng ba lóc đó là ba lóc thế giới rồi. Chết cha, kiếm bên lóc bồ lại thôi. Mà lóc của nó thế giới nha. Không đồ được. Cà phê đi. Đổi thêm nữa, đổi thêm bên này. Mà lóc nó thế giới kìa. Em xem mà lóc nó bắn nè. Bái cái nồi luôn kìa. Thế giới với tôi. Thế giới với tìm tôi. Thế giới với tìm tôi. Ok, hên là nói chung là cái xếp đội hình như thế này khá là khó chịu nha anh em. Đó, anh em có thể chuyển qua chuyển lại tại lại học me như vậy để chiến thắng. Ok, thêm một trận thắng nữa rồi. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.